Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện đớn hèn bị mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Hôm nay là ngày thứ 6, kính chúc quý anh chị ngày thứ 6 thật là vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe nha. Và trong video ngày hôm nay thì Quang sẽ mang tới cho quý anh chị một em xe MPV cỡ lớn luôn. Và đây là một trong những em xe đầu tiên trên thị trường, sản xuất năm 2024 và có cái odo là 1.000 cây. 1.000 cây thôi nha quý anh chị, quý anh chị nghe không nhầm đâu. Không hiểu chủ người ta đi kiểu gì 1.000 cây. À 2.000 cây nha quý anh chị. Không hiểu người ta đi 2.000 cây, đi kiểu gì mà 2.000 cây người ta bán rồi quý anh chị à. Không biết lý do tại sao luôn. Đấy, sau lưng Quang đây. Và đây cũng là em xe đầu tiên em Quang mang về showroom của Quang ha. Một em Hyundai Custom, chiếc đầu tiên em Quang mang về luôn. Và sẵn sáng nay đi trải nghiệm thử cũng như là quay cho quý anh chị xem nè. Quay chi tiết em xe này cho quý anh chị xem ha. Và nếu như mà còn thời gian thì chút nữa em quay về, Quang sẽ cập nhật cho quý anh chị một vài em xe MPV cỡ lớn cùng với phân khúc xe này, báo giá nhanh cho quý anh chị ha. Rồi, thì để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì Quang sẽ mời quý anh chị cùng theo chân Quang để xem cái xe này, xem chi tiết cái xe này nha. Xe đẹp quá, xe này về em chỉ rửa nước lã lên showroom thôi quý anh chị à. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng đi xem cái xe này thôi. Và nếu quý chị có quan tâm xe này thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Quang 0833088882 nha quý anh chị. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng đi thôi, let's go. Hyundai Custom quý anh chị ơi, sản xuất 2024, odo 2.000 cây, màu trắng rất là đẹp. Đây, rất là đẹp nha quý anh chị ha. Đấy, em sẽ đi một vòng cho quý anh chị xem sơn si, sơn hay là sơn màu trắng nha. Đấy, đây, em quay né qua xíu cho anh An ảnh chụp hình đây, quý anh chị, anh An đang chụp hình. À, bữa giờ những cái bộ hình mà em quay up lên toàn là hình của anh An thôi. Anh An là một trong những thợ chụp hình rất là đẹp. Đây. Anh An nè, núp lùm, bắt quả tang. Hình ảnh em giao lên trên mạng nha anh An, được không? Nếu như mà video này mà lên xu hướng thì em mời anh An ly cà phê. Đây quý anh chị ơi, thôi chúng ta quay về chủ đề chính nha, không giỡn nữa. Đây, chúng ta sẽ đi một vòng xem con Custom này. Sơn si quý anh chị nhìn nha, zin hoàn toàn 99.99% cho quý anh chị luôn. Tại sao Quang lại trừ đi 0.01%? Bởi vì em Quang trừ cái đó là trừ cái độ mà xe chạy đậu ngoài nắng, nó bớt nhẹ một chút xíu sơn si. À, nhưng mà đây là chuẩn zin 99, chưa sơn dặm gì luôn nha quý anh chị. Đây rất là đẹp ha, màu trắng đây. Quang ơi, đóng cửa lại Quang ơi. Rồi đây quý anh chị, chúng ta sẽ xem nha. Để cho anh đang ảnh chụp cái đã. Hôm nay anh chụp xong rồi em Quang sẽ đi chi tiết cho quý anh chị xem cái xe này. Rồi, ok quý anh chị. Đầu tiên xe của chúng ta sẽ có camera 360 nè. Chắc chắn đây là một trong những cái trang bị rất là đáng giá cho những cái dòng xe MPV cỡ lớn rồi. Không phải là xe MPV nào cũng có camera 360 đâu quý anh chị à. Cảm biến trước sau nè. À, thường á, những người con trai của chúng ta, con trai nè, mà mình lái xe, mình đi quen, mình canh đầu thì không nói gì. Nhưng mà đối với lại các chị em phụ nữ mình á, chạy mà canh đầu không quen á, thì có cái cảm biến trước này nè, đi nó sẽ rất là ok và tiện lợi. Khi mà mình chạy mình gần va chạm nó sẽ báo ở bên trong xe ha. Kiểu như mình chạy mình đậu vào ở trong cái chỗ parking á, cái chỗ đậu xe á, mà chạy gần chạm đầu á là mình sẽ nghe tiếng báo được hết luôn. Đấy, cái phần mặt ga lăng quý anh chị nhìn thấy khá là giống mà. Em quay thấy nó rất là giống, vừa giống con Hyundai Tucson mà vừa giống con Honda CR-V nữa quý anh chị. Nó nhìn nó cái kiểu sao á, cái đèn nó cũng nằm trong mặt ga lăng nè. Đó, và nó cũng ôm vô nè. Và cái phần mặt này thì nó lại giống con Hyundai Tucson. Đấy.
À, quý chị thấy giống em quay không? Đèn đèn full led nè. Đấy, bởi vậy nhìn nó khá khá là giống con Honda CR-V. Đấy. Cái này đang bị hấp hơi một chút xíu, cái này quý chị yên tâm hơn, quay sẽ xử lý lại đèn led performance nè. Đấy. Cái hấp hơi này là nó không phải vấn đề gì, tại bây giờ nó toàn là đèn led thôi. Đèn led thì nó hở là chuyện bình thường. À, nó nói chung là xe nào cũng vậy, led là nó mình đậu đúng không? Mà mình rửa nước đi, ở ngoài lạnh nó trong nó nóng là nó tự nó hấp hơi thôi. Chứ ngày xưa đèn halogen á thì người ta mới kiêng kỵ cái vụ hấp hơi, còn giờ cái đèn led nó không có liên quan gì hết. Nhưng mà cái quý anh chị em quay sẽ xử lý lại hết, vệ sinh lại cho quý anh chị nên là không thành vấn đề gì hết ha. Rồi qua bên đây mâm là mâm phay ấy, để coi cái lớp này ha. Lớp này thì em quay nắm là khoảng 17 inch đúng không ta, để quay coi thông số lớp 18 inch quý anh chị ơi. 225/55R18 nha. Lớp là lớp Nissan ha. Đó, một trong những cái lớp cũng khá là cũng đang dần dần có thương hiệu thằng Nissan này. À, hiện tại em quay đang thấy rất là nhiều khách hàng người ta mua cái dòng này rất là nhiều, cái lớp dòng Nissan này. Rồi, gương gạch chỉnh điện nè, tích hợp xi nhan báo rẽ nè, camera 360 như ban đầu có nói với quý anh chị nè, cảnh báo điểm mù luôn. Quý anh chị thấy không? Carnival thì nó có cam 360 ở đâu có cảnh báo điểm mù. Serona thì có cảnh báo điểm mù nhưng lại không có cam 360. Trong khi đó em này có luôn cả hai. À quý chị thấy chưa? Mà giá thì lại rẻ nữa. Giá em này thì hiện tại giá mới đang được chào bán lăn bánh xong xuôi hết luôn là khoảng hơn 1 tỷ. Và em quay nhớ không lầm là cỡ 1 tỷ 050. Nhưng hiện tại em quay đang bán rẻ hơn hãng 100 triệu nha. Là 955 triệu thôi quý anh chị ạ. 955 triệu cho em xe này. Chút nữa ở cuối em xe này quay sẽ đọc giá lại một lần nữa cho quý anh chị ha. Đây quý anh chị nhìn nè. Đấy, đẹp chưa? Nội thất nè. Chút nữa mình sẽ vào nội thất sau đi. Cửa là cửa điện luôn nha. Cửa điện, cốp điện nè, có chống kẹt hết nha quý anh chị. Đấy, ba đời sóc liền lại, xe này đẹp lắm, sơn si đồ. Chăm chăm cho quý anh chị mà. Đấy quý anh chị nhìn nè. Mâm là không xước xé gì hết. Quý anh chị lấy xe này thì em quay sẽ tặng cho quý anh chị gói detailing spa, nội thất ngoại thất, gầm, máy. Máy thì em quay sẽ nhắc lại một lần nha. Máy thì em quay vệ sinh rửa thôi, không có xài quá chất nha quý anh chị. Đấy. Còn quý anh chị nào mà muốn sử dụng quá chất dưỡng nhựa đồ này nọ thì em quay cứ nói em quay sẽ free cho quý anh chị luôn, thoải mái nha. Quý anh chị nào mà lấy xe muốn thì em quay sẽ làm cho quý anh chị. Xe có cảm biến lùi nè, có cam lùi nè. Đấy. Em này là lớp sơ cua là chưa hạ nha, cốp điện nè. Đấy, khá là đẹp quý anh chị ơi, bản này là bản premium 2.0 nha. 2024. Đấy. Quang ơi, tắt đài em luôn. Đấy, 7 chỗ nha, em này ngồi thì khá là rộng rãi. Hàng ghế giữa này gặp hình như là nó chỉ gặp được cái này bằng thôi, còn cái đằng sau nó không bằng đâu quý anh chị ơi. À, ok anh. Để cho anh chứ anh chụp hình. Xong lấy hình anh đang chụp á. Rồi qua phần bên đây, quý anh chị nhìn nè. Đấy. Zin 100%. 99.99. Nhầm, sorry anh chị, 99.99 nha. Đăng kiểm em này là tới tháng 4 2027 nè quý anh chị ơi. Đấy, quá đẹp. Đấy, lớp liếc đồ này nọ, 4 lớp mới toàn chạy mới có 2000 cây thôi. Rất là ít. Rồi, bây giờ em quay sẽ cho quý anh chị xem nội thất hàng ghế sau trước nha. Anh chụp hả? Em quay cái nha. 5 phút xong à. Rồi đầu tiên quý chị nhìn thấy cái ghế này. Cái ghế rất là đẹp ha. Ghế nhìn thường mà những cái kiểu mà cắt đường chỉ như thế này á, nhìn nó rất là giống những cái dòng xe sang. Đấy. Và nó sẽ có hai cái bệ tì tay ha. Và hai bệ tì tay này nó khá là hay. Mình có thể kéo xuống nè. Và đặc biệt là ở bên đây sẽ có những cái nút ghi nhớ vị trí ghế lái luôn. Đấy, quý chị thấy chưa? Xe này của chúng ta thì sẽ có luôn cả ba cái ghi nhớ vị trí ghế lái ha, ghế phụ thì không có, hai hàng ghế sau thì lại có. Nói chung là bây giờ nó hơi ngược đời một chút xíu. Xe này dành cho những người ngồi sau, với ghế tài, ghế phụ thì lại không có ghi nhớ vị trí ghế lái. Bốn ghế chỉnh điện nha quý anh chị, bốn ghế chỉnh điện luôn. Mọi thứ còn rất là đẹp nè. Đấy quý anh chị thấy chưa? Hàng ghế sau ngồi cũng khá là rộng rãi nha quý anh chị, MPV cỡ lớn. Nếu như mà để nói mà so độ dài với lại Serena với Carnival thì chắc chắn là không dài bằng, nhưng mà nói chung là ngồi cũng khá là rộng rãi. Đấy, quý anh chị nhìn nè. Đấy, có làm mát ghế, sưởi ghế, sạc pin không dây cho hàng ghế sau. Đấy. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh nha, riêng một cái này là cố định nha quý anh chị.
chỉ mở rèm, đóng rèm thôi. Đằng trước cũng có một cái cửa sổ trời nữa, cái này thì mở được cửa sổ trời nha. Rồi đây, ghế chỉnh điện. Ở lộn xin chị, cửa điện à, chống kẹt nè. Đó, có chống kẹt ha. Có chống kẹt, rồi. Đây, ở đây cũng có một cái nút bấm nữa đây. Đây, ghế phụ đây. Ghế phụ là ghế chỉnh điện luôn, nhưng mà lại không có ghi nhớ vị trí ghế lái nha. Bên ghế tài thì lại có, chút nữa sẽ cho quý anh chị xem ghế tài sao. Đây ghế nè quý anh chị ơi, đẹp chưa? Đó. Ở đây có một cái hộc để đồ ha, thọt qua hai bên. Rồi, đây, những cái nút bấm đồ này nọ, chút nữa mình sẽ vô ghế tài ngồi cho quý anh chị xem ha. Một cái cốp để đồ. Đấy. Rồi, à, có cả ốp gỗ nè, giả gỗ nè, túi khí nè, túi khí em này bao nhiêu túi ta, để quan đếm thử cho quý anh chị coi. À 1 nè, 2 nè. À 3 nè. 3 rồi nè, em quan em thấy 3 rồi ha. Này như anh nhớ không lầm là 8 túi khí thì phải. 8 hay 6? 6 túi khí quý anh chị ơi. Em này có 6 cái túi khí thôi. Quay ơi, con này 6 túi khí đúng không anh Quay? Em đếm có 6 cái. 6 túi khí nha quý anh chị. Còn nếu mà em quan mà có thiếu thì em quan sẽ bổ sung sau. Hoặc là em quan sẽ để lại thông tin ở bên dưới nha. Rồi, bây giờ em quan sẽ mời quý anh chị cùng vào bên trong nội thất. Em vào luôn nè. Đây vào bên trong nội thất khoang ghế tài nha. Hôm nay xe tại con này cũng lần đầu về showroom á, anh em đi trải nghiệm thử quý anh chị ạ. À. Đây lâu lâu có những con xe mới thì anh em cùng nhau đi trải nghiệm cho vui. Bốn kính nâng hạ ô tô ha, có gương gập chỉnh nè, hồi nãy có nói với quý anh chị nè, ghi nhớ vị trí ghế lái cho bên tài nè. Rồi tắt mở cảm biến, traction control nè. Ô, bây giờ mới để ý cái đồng hồ, hồi nãy em quay không có lái nên là quay không biết. Nhìn cái đồng hồ nè, rất là nhỏ gọn quý anh chị ạ. À. Đây, quý anh chị nhìn nè. Nó rất là nhỏ gọn luôn, làm nó rất là dẹp. À, làm nó rất là hiển thị đầy đủ thông tin nha. 2288 cây. Cửa gió nè quý anh chị ơi. Đấy, đẹp chưa? Đèn đuốc đồ. Cái vô lăng nhìn cũng khá là đẹp hơn. Nói chung là những cái mẫu sau này vô lăng nhìn nó hao hao giống nhau. Coutin nè, Reta nè, Tucson nè, nhìn y chang nhau hết quý anh chị ạ. À. Có lẫy số vô lăng ha, có giữ làn đường. À, có cái gì Adaptive Cruise Control, giữ khoảng cách với xe đằng trước nè. Auto đèn nè. Đấy, chưa có auto gạt mưa ha. Không thấy auto gạt mưa quý anh chị ơi. Nút đề startup nè. Màn hình đây. Có Apple CarPlay, có Android Auto, có bản đồ. Và hồi nãy lúc mà đi trải nghiệm là em Quang cũng đã thấy cái bản đồ này có luôn cả giới hạn tốc độ nha quý anh chị. Đấy, cái màn hình thì làm cũng rất là dễ thương. Đúng là xu hướng ha. Nhìn riết rồi cái màn hình nào cũng kiểu nằm dọc lên quý anh chị ạ. À. Rồi, chỉnh dàn lạnh đồ là cảm ứng hết ha. Ở đây có sạc pin không dây nữa nè, hai cái sạc pin không dây luôn cho ghế trước và ghế sau. Còn cần số là dạng nút bấm ha, nút bấm nhìn nó giống như là Santa Fe vậy quý anh chị ạ. À. Rồi, ở đây có phanh tay điện tử, auto horn, driver mode. Driver này thì để quan chết thử rồi có bao nhiêu chế độ lái nha. Đây. Chúng ta sẽ có Smart Eco Comfort Sport 4 chế độ nha quý anh chị. Máy 2.0, đấy, máy xăng. Và có Sport, có lẫy số vô lăng nữa thì chạy rất là sướng rồi. Rồi ok quý anh chị, đây là góc nhìn của vị trí ghế tài ha, đấy. Nói chung là cái tầm nhìn nó cũng rất là tốt quý anh chị, không có bị cái điểm mù nhiều. Rồi bây giờ em sẽ cho quý anh chị xem khoang máy nha. Đây anh đang rất là siêng năng, anh đang thợ chụp hình đẳng cấp số 1 xe điện ô tô nội số 1 anh đây. Đây cái máy này Smart Trim đó. Máy xăng 2.0 turbo. Đây xe vừa mới về là quay xe mộc cho quý anh chị luôn. Cái này quý anh chị lấy thì xin nhắc lại một lần nữa, tặng cho quý anh chị gói detailing spa 4 món nội thất ngoại thất gầm máy. Và cái phần dưỡng nhựa này em Quang sẽ không xài dung dịch dưỡng ha. Em Quang sẽ rửa vệ sinh thôi. Còn dung dịch nếu như mà quý anh chị nào mà muốn thì em Quang sẽ free cho quý anh chị, tặng free cho quý anh chị luôn. Thì cái đó là khi nào mà quý anh chị lấy xe, quý anh chị muốn dọn free dưỡng dung dịch dưỡng nhựa thì ok em Quang sử dụng cho quý anh chị ha. Quý anh chị nào muốn thì em Quang làm. Còn em Quang thì chỉ dọn vệ sinh máy thôi, để tránh cái trường hợp là những cái dung dịch đó mình, tại vì mình sử dụng cái đó nhiều quá thì nó bị nhựa thì nó không hư nhưng mà nó lại bị xé những cái chi tiết sắt quý anh chị ấy, nên là
nó cũng không được tốt lắm, nên là cái mình hạn chế sử dụng thôi. Quý anh chị muốn sử dụng thì Quang sử dụng ấy, thì quý anh chị lấy xe Quang hỗ trợ ha. Rồi ok quý anh chị, thì Quang sẽ nhắc lại đây là Hyundai Kwid bản 2.0 Premium, sản xuất 2024, Odo 2000 cây, và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 955 triệu cho em xe này. Đấy, rất là đẹp quý anh chị ơi, màu trắng rất là đẹp ha, máy xăng. Em xe này đang rất là hot trên thị trường nha. Một em MPV cỡ lớn, rất là đã quý anh chị, nhìn rất là đẹp ha. Rồi ok quý anh chị, thì nếu quý anh chị có quan tâm xe này thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Quang số điện thoại bên đây ha. Số điện thoại Zalo luôn 0833 088 882 liên hệ em Quang để lấy định vị xem chi tiết xe, tới xem xe nha quý anh chị. Rồi ok, thì bây giờ chú em Quang sẽ mời quý anh chị cùng theo chân Quang về showroom để xem một vài em xe MPV. Báo giá nhanh cho quý anh chị những xe MPV đang có tại showroom nha. Rồi chúng ta cùng đi thôi, let's go. Hello, xin chào quý anh chị. Hiện tại Quang đang cầm lái con Hyundai Kwid ha. Thì đây là một trong những lần trải nghiệm đầu tiên của em Quang với em xe này nha quý anh chị. Em này có Labo không Quang? Đâu có đâu đúng không? MPV cỡ trung quý anh chị. Đây là một trong những em xe cạnh tranh với Toyota Innova, nhưng mà lại có cái form dáng nó lại khác với Toyota Innova. Innova thì quý anh chị có thể ngồi được 8 chỗ, là mình có thể ngồi được 9 người. Đấy. Còn cái con này chúng ta chỉ ngồi được có đúng 7 người thôi quý anh chị. Bởi vì hàng ghế sau của nó thì chỉ có 2 ghế thôi, hàng ghế chính giữa. Rồi thì bây giờ em sẽ trải nghiệm thì những cái cảm giác đầu tiên thì lúc nào nó cũng sẽ chân thực nhất. Có bàn làm việc ha, có rèm che nắng luôn. Hồi nãy quay thì quên nói với quý anh chị ha. Tại nói chung cái gì lần đầu thì cũng hơi sai sót chút xíu, thiếu quý anh chị thông cảm bỏ qua nha. Rồi, hiện tại thì quý chị cũng đã biết rồi, mỗi lần mà em quay đi test xe thì chỉ để chế độ Sport mà chạy thôi. Thì đầu tiên quay sẽ cảm nhận về độ chân ga trước ha. Quay sẽ dầm ga thử một đoạn nha quý anh chị. Em may quay né cái đồng hồ này. Rồi, ok quý anh chị, chạy đúng tới 60 là dừng, không chạy lố 60 nha. Đấy. Cái đồ em quay cảm nhận đầu tiên đó chính là cái độ trễ chân ga để Sport nha. Khi mà mình dặm hết cỡ luôn, dặm hết cỡ lúc cán luôn, nhưng nó vẫn sẽ chờ cỡ 1 giây cho tới 1 giây rưỡi xe nó mới bắt đầu nó bứt tốc quý anh chị ạ. Tuy là máy xăng 2.0 turbo nha quý anh chị. Đấy. Thì cái này là không biết là hãng người ta cố tình để như vậy để tránh cho bị nhầm chân ga, để cho nó an toàn hơn hay như thế nào thì cái đó em Quang không rõ nha. Thì chắc đó cũng là một trong những ý đồ của hãng. Đấy, em Quang nghĩ là như vậy. Rồi. Còn cái về cái độ cách âm của cái xe này thì để giảm bớt gió lại mình mới biết được. Gió đâu, giảm gió đâu, đây. Rồi ok quý anh chị, đang giảm gió lại ha. Đây, cách âm của nó thì cũng khá là ok. Đi qua G giảm tốc đây, sẽ ăn một bánh thử nha quý anh chị. Đây khá là ok quý anh chị, khá là ok. Cái cách âm của em này ngon. Hiện tại thì mình đang chạy trong đường đẹp thôi, còn nếu mà chạy đường xấu thì em Quang chưa biết, phải tìm một cái đường xấu mình trải nghiệm thử. Cái xe này quý vị phải để cho em Quang ôm một tuần thì may ra em Quang mới nói hết được cái trải nghiệm của em Quang về cái xe này. Đấy, chân ga rồi, cách âm rồi. Rồi cái vô lăng, vô lăng thì không nhẹ cũng không nặng, vừa đủ để sử dụng, đầm chắc khi mà mình chạy nhanh mình ôm cua nè. Quý chị cảm giác như cái xe nè, nó không có bị nghiêng nhiều. Một em xe dài mà bề ngang của em này thì cũng khá là rộng, nên là khi mà mình ôm cua gắt thì cái xe cũng sẽ đỡ nghiêng. Đây em đang chạy thử cỡ 50 ôm cua cho quý anh chị xem nha. Đây, ôm cua nè. Đấy. Xe nó không có bị sàn lắc nhiều nha quý anh chị, không có một cái tiếng ọp ẹp xoắn sườn như thế nào. Giá chỉ có 950 rồi, 955 triệu. 955 triệu. 955. Mình Quang bán phá giá. Mình Quang bán phá giá nha, Quang sẽ lướt bán phá giá nha quý anh chị. Có gì quý anh chị mua thì alo cho em Quang nha. Giá tốt nhất thị trường. Giá tốt nhất thị trường này 955 triệu, mua qua Quang sẽ lướt là 995, lỗ hết 40 nha quý anh chị. Đúng giá rồi. 2024. Đấy. Odo 2000 cây thôi quý anh chị ạ. Rồi ok quý anh chị, thì đó là toàn bộ những gì mà em Quang trải nghiệm về cái xe này. Thì coi như cũng không còn gì để nói, ngồi rộng rãi thoải mái. Tính năng đồ này nọ cũng đã nói hết với quý anh chị rồi.
À, chắc là mình sẽ về showroom để quay những cái xe em quay nói với quý anh chị ha. Em quay cập nhật cho quý anh chị một em xe em quay cũng vừa mới về ha. Hyundai Palisade bản Exclusive sản xuất 2023 nha quý anh chị. Odo 12.000 cây và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 1 tỷ 420 triệu nha. Và hiện tại thì em xe này đang đợi dọn xong thì em quay sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem ha. Một em xe nữa Kia Carnival bản Luxury sản xuất 2022. Logo cũ nhưng mà đã được chủ người ta độ logo mới nha. Và em quay bán giá rất là rẻ thôi, 1 tỷ 025 triệu cho em xe này. Giá rất là hời quý anh chị, Carnival giá chỉ hơn 1 tỷ thôi. 1 tỷ 025. À, rất là ít nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà đang quan tâm thì cứ lên xem xe nha. Bản Luxury của chúng ta thì là bản 8 ghế nha. Em này Odo là 67.000 cây, 67-69.000 cây gì đó. Rồi em xe cũng đang dọn ha. Thì khi nào dọn xong thì em quay sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem ha. Hiện tại thì anh em cũng đang dọn bảo dưỡng xe, nên là em quay cũng sẽ tránh làm phiền cho anh em để anh em dọn có xe. Quý anh chị nào mua bàn giao sớm cho quý anh chị ha. Kia Carnival Signature máy dầu AT 2022 logo mới nha quý anh chị. Odo chỉ mới có 20.000 cây thôi. Và em xe này hiện tại đang được quay chào bán với mức giá là 1 tỷ 325 triệu nha. Signature máy dầu, có cảm biến trước sau ha. Có camera 360 nè. Và đã được chủ người ta lên đèn bi ha, bi gầm. Đấy. Đây, xe khá là đẹp ha. Và đặc biệt là cái nước sơn này rất là độc lạ Bình Dương, màu nâu. Quý anh chị đi buổi tối sẽ ra màu đen, còn quý chị đi buổi sáng nó sẽ ra màu nâu. Đấy, khá là đẹp. Đó, đây cho quý anh chị xem sơn si đồ khá là mới. Bên trong nội thất là đẹp miên man, công nghệ là không còn gì phải bàn cãi rồi. Quá nhiều công nghệ. Xe thì có hai cái cửa sổ trời ha. Đối với bản Signature thì hai cái cửa sổ trời là bình thường, bởi vì xe nào cũng có. Còn bản Luxury và bản Premium thì chắc chắn là không có rồi. Hai cửa lùa là cửa điện, cốp cũng là cốp điện, có chống kẹt ha quý anh chị. Đó, 7 chỗ ha. Bao quý anh chị ngồi, bao quý anh chị bào Bắc Nam luôn. Ngồi rộng rãi thoải mái, khá là đẹp. Đấy, có cảm biến lùi, có cam lùi ha. Đèn mới, logo mới luôn, chuẩn chỉ hết cho quý anh chị nha. Rồi thì quay xe lại, đây là Kia Carnival Signature máy dầu 2022, màu nâu, Odo 2 vạn nha. Và hiện tại đang đợi em quay chào bán với mức giá là 1 tỷ 325 triệu cho em xe này. Kia Carnival Signature máy dầu AT 2022 logo mới, màu xanh ngọc nha quý anh chị. Odo 3 vạn và em xe này hiện tại đang đợi em quay chào bán với mức giá là 1 tỷ 325 triệu cho em xe này ha. 7 chỗ MPV cỡ lớn nha quý anh chị. Ba quý anh chị đi Bắc Nam ngồi rộng rãi thoải mái luôn. Thấy khá là đẹp. Em xe này thì quý vị sẽ nhìn thấy cái màu xanh nó hơi ngã xanh một chút xíu so với những cái màu xanh bình thường. Lý do tại sao? Bởi vì cái dòng Carnival này thì đúng một lô duy nhất ở đầu 2022, ở giữa 2022 chứ, là có cái màu xanh ngọc nó tươi, nó đậm hơn một chút xíu so với lại những cái lô khác ha. Đó, nội thất thì khá là đẹp ha. Công nghệ đồ đầy đủ nè, Odo 37.000 nè. Đấy, cửa sổ trời đồ này nọ đầy đủ hết, nằm mát ghế sưởi ghế ha. Hai cửa lùa và cấp điện của chúng ta đều có chống kẹt hết nha, nên là quý anh chị an tâm. Đó, ngồi rộng rãi, hàng ghế giữa và hàng ghế sau ngồi cũng khá là ok. Đằng sau thì có cảm biến lùi, có cam lùi, logo mới, chuẩn logo mới luôn. Đó, mâm phay khá là đẹp. Rồi, em xe này thì hiện tại đang được quay chào bán với mức giá là 1 tỷ 325 triệu cho một em Kia Carnival Signature máy dầu AT 2022, 7 ghế. Rồi, ok quý anh chị ơi, thì đó là toàn bộ những xe MPV em quay đang có nha. Và những em xe mà em quay vừa mới về cũng đã cập nhật cho quý anh chị rồi. Thì nếu quý anh chị nào mà đang có quan tâm một trong những cái xe nào trong video ngày hôm nay, thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho em quay với số điện thoại 0833088882. Số điện thoại ngay góc này nha quý anh chị. À, để nhận được full thông tin xe cũng như là định vị vị trí để lên xem xe ha. Và địa chỉ showroom của ngoài là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị ha. Lên xem xe ngoài sẽ còn ra lọc cho quý anh chị nha. Rồi, ok quý anh chị, thì ngoài xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo nha. Bye bye.